các bạn cùng đến với chương trình Bố là tất cả. Và chương trình được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng túi sách, ba lô và vali cao cấp Sacos đã đồng hành với Bố là tất cả. Và kính thưa quý vị khán giả, chương trình Bố là tất cả được mở ra để mà thử thách các ông bố đến với chương trình để xem là họ có thực sự hiểu về con của mình nhiều không, có phải là những người biết chia sẻ phụ bếp với lại người vợ của mình ở nhà hay không, có thực sự là một người đàn ông tâm lý hay không. Thì chương trình sẽ thử thách những người bố ngay tại đây luôn ạ. Phương Lan biết không, quý vị biết không là ông bố bây giờ làm nhiều vai trò lắm. Dạ. Làm mẹ nè, làm cô giáo nè, làm bác sĩ nè, làm một người kinh doanh nè. Dạ. Rất nhiều thứ, làm đầu bếp nữa. Dạ. Cho nên khi đến với Bố là tất cả thì tự nhiên thấy vai trò con bố phát huy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Và kính thưa quý vị khán giả, vẫn như thường lệ chúng ta lại chào đón hai cặp bố con sẽ rất đáng yêu đến với chương trình Bố là tất cả. Và cặp đầu tiên đó là bố Trần Hoàng Sơn và con Trần Dương Khả Như. Xin mời. Dày là thấy chặt đứt cô Phương Lan rồi đó nha. Cô lắp Kim Tiến à, hổng lợi luôn á. Và bây giờ lời đầu tiên thì hai bố con hãy gửi lời chào đến quý vị khán giả đi ạ. Mình tên đầy đủ là Trần Hoàng Sơn, năm nay 40 tuổi. Dạ. Nghề nghiệp là nhạc sĩ. Wow. Khả Như, con hãy giới thiệu con cho quý vị khán giả biết đi nè. Xin chào khán giả, con tên là Trần Như Khả Như, năm nay con 7 tuổi. Con học lớp 2, học trường tiểu học Đại Phước. À, Khả Như ơi, hôm nay con đến với chương trình thì cô Lan thấy là con mặc một cái đầm rất là dễ thương, rồi một đôi giày phải nói là rất là nổi luôn. Thì không biết là ai đã mua cái bộ này cho con? Là mẹ. À, mẹ con. À, Như ơi, con có anh chị em nào không? Dạ có. À, con có anh hay là em? Con có em. À, trong em... nhà, trong nhà con là chị cả. Em con tên gì nè? Em con tên Trần Dương Khả Hân. À, Khả Như và Khả Hân. Wow. Nói chung là hôm nay hai bố con rất là sặc sỡ luôn. Một chút nữa mình sẽ khai thác thông tin về hai bố con sau. Nhưng mà hôm nay con tới chương trình, con có vui không? Dạ vui. Vui mà cô thấy mặt con nghiêm túc quá, cô như là con ngại ngùng phải không? Hơi mắc cỡ chút xíu xíu thôi. Lát nữa quen ha, lát nữa sẽ quen hơn. Dạ, một xíu nữa mình quen rồi mình hãy cởi mở với chương trình hơn con nha. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với cặp bố con thứ hai, đó là bố Văn Hiếu và con Phan Thị Khánh Ly. Xin mời. Wow. Màu tím thủy chung Lan ơi. Xin mời anh Hiếu, anh Hiếu giới thiệu về mình đi ạ. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Mình tên là Phan Văn Hiếu. Hiện tại mình đang đến từ Phú Xuân, Nhà Bè. Nghề nghiệp của mình là kỹ sư cơ khí cho một công ty dược phẩm. Mời bé con hãy giới thiệu về mình cho quý vị khán giả biết đi nè. Dạ, con tên là Phan Thị Khánh Ly, năm nay con 8 tuổi, năm nay con lớp 3. Không biết là nhà của mình là có anh chị em nào không con? Dạ, con có em. À, em trai hay em gái nè? Dạ, em trai. Em trai quậy không? Dạ, quậy. Quậy quậy hả? À? Quậy cỡ con không? Dạ, không. Không, ở con hiền hơn ạ. Em trai con tên gì nè? Dạ, em trai con tên là Phan Minh Khang. Cô thấy không, một cái đầm là cái chú mèo với mẹ Kitty đúng không? Và đằng sau có điểm một cái nơ màu hồng nữa rất là đáng yêu. Không biết là cái này là mẹ mua cho con hay là ba mua cho con? Dạ thưa cô, là mẹ mua cho con. Mẹ mua cho con. Nói chung là hôm nay hai bé là bé nào là cũng được là mẹ là mua cho chiếc đầm rất là dễ thương đến với chương trình. Hôm nay con tới trình con có hồi hộp không? Dạ cũng có một chút xíu. Chút xíu, nhưng mà hôm nay lần đầu tiên mình đến với chương trình với bố đúng không? Yeah. Thì có gì là hai bố con phải cố gắng nhau, hoặc mình sẽ tâm sự và chơi những trò chơi rất là vui. Em nghĩ là bây giờ á, nếu mà để mà khai thác từ từ hai chị em này và hai bố con, em nghĩ là mình vào vòng 1 liền đi anh. Rồi, vậy không để cho bố Sơn, bố Hiếu cũng như là bé Ly và bé Khả Như chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đến ngay với vòng 1 để tìm hiểu các gia đình được mang tên Tình yêu của bố. Chào tất cả quý vị đã cùng đến với vòng 1 được mang tên Tình yêu của bố. Thưa cô Lan, hỏi chút xíu, cô Lan thấy là Khánh Ly con hơi nhút nhát một tí xíu đúng không? Con run mã lần đầu tới, mình có cái gì hồi hộp không? Dạ là lúc đầu con tới con hay hỏi bố là bố ơi,
con lên đó con nói sai thì có sao không? Thì bố trả lời như thế nào? Dạ là bố nói là sai thì không sao đâu, có thể sửa lại. Chương trình này á, mang đến cho tụi con là mình có những cái chia sẻ với bố nè, những cái ước mong của mình. Ví dụ như là bố bình thường bố hay la tụi con và con muốn là sau này bố sẽ sửa đổi bất kỳ cái gì đó. Con cứ thoải mái con nói ra với chương trình, không có gì con phải sợ hết. Bé Ly vừa chia sẻ rằng là con hỏi bố là lên đây con nói sai có sao không? Có nghĩa là trong cuộc sống bình thường con rất sợ bị làm cái gì sai đúng không? Và ai hay là người trách con làm sai nhiều nhất, bố hay mẹ nè? Dạ là con làm sai cái gì thì bố mẹ là người la con. Nhưng mà ba mẹ la con không phải là không thương con, mà la con để con khôn hơn, con lớn hơn. Với lại nhiều khi á, Khánh Ly con là chị cả đúng không? Cho nên là đôi khi bé sẽ cảm thấy là mình còn phải có trách nhiệm và con làm gương cho em của con nhiều đúng không? Tính ra là bé Như cũng là chị phải không ạ? Bé có một đứa em đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Thì không biết là ở nhà hai chị em là có quậy dữ không? Quậy lắm. Quậy lắm hả? Yeah. Quậy lắm. Mà thường ở nhà là bố hay là mẹ là sẽ nghiêm khắc với lại hai bé hơn à? Thường thường là mẹ nghiêm khắc hơn. Mẹ nghiêm khắc hơn. Còn thường ở nhà thì bé sẽ dành thời gian bé chơi đùa với bố hay là mẹ nhiều hơn ạ? Ở nhà thì bé chơi đùa với bố. Chị luôn. Vậy thì ở nhà là không biết là mỗi lần mà xin tiền mình ăn kẹo ăn bánh là xin bố hay xin mẹ? Xin bố, tại vì xin mẹ không có cho. Rồi còn Khánh Ly con thì sao? Ở nhà con hay tâm sự với bố nhiều hơn hay là mẹ nhiều hơn? Dạ thưa cô là con tâm sự với bố nhiều hơn. Tại sao mình lại không tâm sự với mẹ? Tại vì mẹ con làm nhiều quá, nhiều khi con nói mẹ chơi với con nhưng mà mẹ không có thời gian chơi với con. Mẹ con đang bây giờ đang làm công việc gì hả Ly hả? Dạ thưa chú là mẹ con đang làm kế toán. Kế toán tính toán những con số và sổ sách rất là nhiều và rất là căng thẳng. Dạ. Nhiều khi mà nếu mà sao nhẹ một cái mình tính sai thì sẽ ảnh hưởng cái công việc rất là nghiêm trọng. Thế là hai bố con lại gần nhau hơn bao giờ hết. Sẵn đây luôn, nãy giờ em để ý từ đầu chương trình tính hỏi Khả Như ơi, ở nhà đó em con dành ăn với con hả? Em đang thấy con khá là ốm. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Mà tại vì là cái này là do em dành ăn hay là mình là chị cho nên mình phải nhường cái phần ăn đó cho em? Mình là chị mình phải nhường phần ăn đó cho em. Hai người chị gương mẫu ở đây luôn. Thiệt luôn. Trời ơi, em cảm giác là giống như là mình bước vô một lớp học vậy đó anh. Bé quá nghiêm túc. Em chào hai chị. Vậy thì sẵn ở đây mình cảm thấy là ở đây có hai người chị. Bây giờ mình sẽ hỏi xoáy sâu vào cái việc là sự trưởng thành của hai chị đối với em như thế nào. Em xin phép hỏi bên đây trước nha. Rồi. Anh Phúc. Rồi. Bây giờ ở nhà là con với em là hay chơi đùa với nhau thì mình hay chơi trò chơi gì nè? Chơi mắt bắt dê. Ngoài cái trò mình bắt dê thì mình còn chơi trò gì nữa nè? Chơi trò tập dầm dầm. Tập tầm vong. Tập tầm vong. Con công hay mua, nó mua làm sao? Nó thụt cánh và nó xòe cổ ra đó. Cười. Thích, thoải. Phải rồi. Nhưng mà có bao giờ là hai chị em là mình gây gỗ với nhau chưa? Ví dụ như là em hư rồi, con dạy em không được rồi, cái mình gây lộn với nhau chưa? Dạ rồi. Rồi những lúc đó thì con giải quyết như thế nào? Con nói em đừng có quậy. Rồi lúc đó em có ngoan luôn không hay là em vẫn quậy nữa? Vẫn quậy luôn hả? Vậy thì lúc đó mình làm sao? Mình có mét bố mẹ để giải quyết không? Dạ mét bố mẹ để giải quyết. Lúc đó là bố mẹ phạt hai đứa luôn hả? Bên em hơn đúng không? Bên em hơn đúng không? Học dâm nổi. Thấy giống như kiểu thương chị em. Nghiêm túc, trưởng thành. Rồi chị bây giờ Ly nè, chị Ly. Dạ, dạ chị Hai Ly. Dạ em chào chị Hai Ly. Rồi. Chị Ly chơi gì với mấy em nhỏ mình ở nhà nè? Chơi dạ, với em. Dạ con thường chơi xếp gỗ với xếp hình với em. Rồi em nghĩ câu này rất là dễ thương nè, tại vì ở đây là có hai người chị. Không biết là cái cảm xúc của tụi con như thế nào khi mà tụi con biết là mình sắp có một đứa em? Dạ là con hay thấy bụng của mẹ di chuyển, nhưng mà con hay nói với em là mẹ mốt thế nhưng mà sinh ra thì chị sẽ mua gấu bông với lại mấy đồ chơi khác cho em. Có nghĩa là mình đã sẵn sàng tâm lý của người chị rồi. Rồi Khả Như, con cảm thấy như thế nào khi mà ví dụ như là bố với mẹ bảo là con sắp có một người em rồi đó, lúc đó cảm xúc mình như thế nào? Vậy là vui. Vui hả? Rồi lần đầu tiên khi mà con thấy em á, em tại vì em rất là nhỏ đúng không, mới sinh con thấy em thì lúc đó con như thế nào? Con có bế em được không? Dạ được. Mình biết thay tã cho em không?
Dạ không. À, vậy là mình chăm sóc và mình chơi đùa với em đúng không? Dạ đúng. À, thì sẵn đây hỏi hai bố luôn nè. Dạ, nói chung là mỗi nhà mình cũng hai bé rồi, thì không biết là cảm xúc của các bố như thế nào khi mà lần đầu đưa vợ mình đi sanh. Bây giờ em xin phép em hỏi bố Sơn trước ạ. Sự là lần đầu tiên thì có gia đình rồi, có em bé thì cảm giác rất là vui. Dạ. Đó, cho nên là không, nói chung là cái cảm xúc không có tả được, rất là vui mừng. Dạ. Mong sao rằng là vợ mình sinh ra một cái em bé thật là xinh, phải là khỏe. Giống mình hoặc là giống gia đình, cho mong được bé được khỏe. Dạ, vậy lúc lần đầu mà anh bồng bé đó, anh có sợ không? Mình có bỡ ngỡ hay như thế nào? Tại vì lúc đó có nhiều ông bố rất là sợ, không dám, tại vì sợ là sẽ bị làm cho bé bị thương hay là sợ đau á. Thật sự là lần đầu tiên cũng chưa ẵm bé bao giờ. Dạ. Nhưng mà lúc đó cái cảm giác mừng quá. Dạ. Ẵm có cái khăn nữa, nói chung là cái khoảnh khắc đó thì không, mình không có sợ là mình ẵm con có vấn đề gì nữa. Vui quá. Thì mình ẵm, nói chung là ẵm rất là ok. Dạ. Ẵm vô rồi để cho bé nằm chung với mẹ kế bên. Dạ. Cảm giác rất là khó tả. Dạ, cảm ơn bố Sơn rất là nhiều. Phúc mặt anh Sơn đây, anh Phúc kể lần đầu tiên làm bố. Bên kia có một người đang chờ kể kìa. Rồi, chuẩn bị muốn kể lắm rồi. Nè. Dạ, em cũng như anh Sơn cũng có rất là nhiều kỷ niệm. Nhất là kỷ niệm đầu tiên về bé Khánh Ly. Lúc đó là hai vợ chồng của mình đã về trên Đắk Lắk á. Ra khi đó mình cũng chờ đợi và hồi hộp. Và khi mà giây phút mà vỡ òa nhất là lúc mà thấy cô hộ sinh bế em bé đi, mà cô đi thật là nhanh. Mình cũng theo không thể tưởng tượng được là cô bê như vậy. Mình cứ cảm giác ở từ xa mình sợ là cô bê rớt bé của mình. Dạ. Cái giây phút mà được bé rất là, nói chung là nó hạnh phúc, cảm giống như cái hơi ấm của bố với con ấy nha. Chia sẻ lan tỏa nhau á. Em thấy là bây giờ ở đây nhà đều có hai chị em hết, thì không biết là bố có dành thời gian đồng đều cho hai bé và mình thương đều không ạ, hay là có cái phần nghiêm khắc với lại cô chị nhiều hơn? Bây giờ em hỏi bố Sơn trước đi. Không, nếu mà thời gian mà để mình dành cho hai bé thì nói chung là đầy đủ và rất là công bằng. Dạ. Em hay là chị gì cũng vậy. Nếu mà ai sai thì mình cũng giống như là mình có một cái hình thức. Tại vì khi mà bé lớn rồi mà thấy mình xử lý không đúng thì khi bé thì xử lý đối với chị em của mình nó không công bằng luôn. Nó sẽ sự bắt chước nó đi. Cho nên là mình sẽ công bằng, chứ không phải là mình thương bé nhỏ nhiều hơn bé lớn. Bé lớn vậy thấy vậy nhưng mà nhiều lúc cũng dành đồ chơi em, rồi em cũng dành, rồi nói chung là rồi ba mẹ là phải đứng ra giải quyết. Mà giải quyết làm sao phải cho ổn thỏa. Còn không là không chịu. Trẻ Như ơi, nãy giờ bố nói vậy đó, con thấy bố nói đúng không? Dạ đúng. Nãy giờ thấy là chơi gấu không mà thấy thích lòng. Chơi mà nghe ngóng nghe bố nói. Dạ rồi, không biết bên bố Hiếu Dạ bố Hiếu như thế nào ạ? Dạ thực ra thì với Khánh Ly thì là cũng lớn hơn, còn bé nhỏ ở nhà thì cũng được 2 tuổi. Việc sự anh bé ở nhà 2 tuổi thì ý thức ảnh còn chưa được hình thành cho lắm. Mình cũng chia sẻ với Khánh Ly rằng là đó, con phải làm chị và chị con là phải chia sẻ cho em những cái việc em chưa hình thành được, cái việc suy nghĩ con phải là người chỉ cho em. Thưa quý vị khán giả, từ nãy giờ thì cũng đã chia sẻ khá nhiều những câu chuyện của bé Khả Như và bố Sơn, cũng giống như là bé Khánh Ly và bố Hiếu. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 2, bắt đầu cái vòng này để xem là có thực sự là hai bố con hiểu nhau hay không. Và kính thưa quý vị khán giả, trước khi đến với vòng 2, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút nhé. Chúng ta sẽ quay trở lại ngay. Tất cả quý vị cùng đến với vòng 2 của bố là tất cả được mang tên Tâm Ý Tương Thông. Và ở vòng 2 này chúng ta sẽ có 5 câu hỏi. Và ở mỗi câu hỏi, nếu như mà hai bố con trả lời trùng khớp ý với nhau, chúng ta sẽ có được 1 điểm. Và 5 câu hỏi sẽ tương ứng là 5 điểm. Chúng ta sẽ có câu hỏi hình nè và câu hỏi chữ. Hai bố con phải cố gắng lên nha, làm sao ta có thể lấy được 5 điểm của chương trình ở phần này. Và qua phần này chúng ta cũng sẽ biết được là hai bố con có thực sự hiểu nhau nhiều hay không, và hiểu nhau được bao nhiêu. Bây giờ không biết Khánh Ly con đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Bố Hiếu ạ? Ok, sẵn sàng. Em với anh về vị trí của mình. Em qua muốn vào đây không? Dạ em Thôi đi. Cô
cô Lan sẽ cho Khánh Ly được cái quyền lựa chọn là con chọn câu hỏi hình hay câu hỏi chữ. Hình thì con sẽ gặp chú, còn câu hỏi chữ con sẽ gặp cô Phương Lan xinh đẹp. Dạ là hình. Rồi hình. Hay quá thưa quý vị. Thời anh tới rồi. Thời tới rồi. Và Vũ Hiếu thân mến, ở câu hỏi hình này, xem xong đáp án Vũ Hiếu chỉ cần đưa ra những miêu tả hoặc là hành động cũng được, lời nói cũng được, nhưng đừng nhắc từ khóa của cái hình này để cho bé Khánh Ly đưa đáp án đúng là có điểm. Xin được hỏi bé Khánh Ly đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Vũ Hiếu đã sẵn sàng chứ nào? Sẵn sàng. Câu hỏi đầu tiên, câu hỏi hình dành cho Vũ Hiếu và bé Khánh Ly như sau, xin mời. Thèn thèn. Quá dễ ha, quá dễ. Dạ rồi. Mời bố Hiếu. Nó là con vật có cái sừng trước lỗ mũi. Con tê giác. Yes. Hay quá. Con trâu nó cũng có hai cái sừng nè. Con trâu nhưng mà nó chỉ có cái sừng ở trên đầu chứ nó không có ở dưới mũi. Đúng rồi. Vậy thì con nào có con duy nhất chỉ có cái sừng ở giữa đây là con nào? Đó là con. Dạ, con tê giác. Con tê giác. Đáp án chính xác. Chúc mừng con. Đúng rồi. Dê nè, hai bố con dê nhau một cái nè. Yeah. Trời ơi, giờ mới nở nụ cười nữa nè. Rồi, vậy thì bây giờ mình đúng một câu là mình có được mấy điểm nè? Dạ, một điểm. Đúng rồi. Bây giờ con muốn hình hay chữ nữa nè? Dạ, là chữ. Chữ à, tới em. Thời tới. Rồi, nếu như con được phép bỏ một nội quy trong gia đình của mình, thì con muốn bỏ điều gì? Mời anh ghi ra. Anh không ví dụ như nói, cái điều gì mà con cảm thấy là con không thích, ví dụ như bố hoặc là mẹ mà ví dụ như làm mà con cảm thấy con không thích cái điều đó. Không biết có giống như nhà bố ghi đây là cái ước vọng của em luôn đó. Ước vọng của bé Khánh Ly luôn á. 5 4 3 2 1. Là con nhẹ nhàng, còn bố nói là không giữ em. Không giữ em. Bây giờ con cứ chia sẻ đi. Tại sao con lại muốn là bố la con nhẹ? Con cứ chia sẻ đi. Mỗi lần mà bố la con thì con cảm thấy như thế nào? Nhiều khi con học thì con được giỏi, nhưng là con khóc á, bố nói là đừng có khóc. Dạ. Khóc là dành cho những người yếu đuối. Thì con muốn là bố nhẹ nhàng để cho con có thể thoải mái học hành hơn, đúng không? Con không có muốn là bố sẽ là áp lực với con về cái vấn đề học, đúng không? Con sẽ thoải mái hơn thì con học, con cảm thấy là con sẽ nhẹ nhàng và con có thể là kiếm được cái điểm tốt hơn. Còn nhiều khi áp lực thì con sẽ bị căng thẳng, con học không có tốt. Thì bây giờ con cứ chia sẻ với bố đi. Hôm nay lên chương trình biết đâu là hai bố con mình sẽ hiểu nhau hơn. Cái này thì chú Phúc đồng cảm được, tại vì có lần chú Phúc cũng đã nói với bé Chip như vậy đó. Đúng rồi. Bé Chip mới nói với chú một câu như vậy nè, Khánh Ly biết sao không? Bố có dũng cảm hay không? Bố đi chích bố còn sợ, bố sợ độ cao, bố sợ tùm lum hết. Mà tại sao bố nói con hãy dũng cảm lên, bố không cho con khóc? Không biết là khi anh Hiếu nghe bé Khánh Ly chia sẻ điều này thì anh nghĩ sao ạ? Qua chương trình thì bố cũng muốn nói với Khánh Ly rằng là bố sẽ chia sẻ với con lại những cái công việc học tập của con. Bố sẽ nói chuyện với con nhẹ nhàng hơn, không la mắng con khi có những việc khó khăn. Đôi khi anh ông trời còn khóc nữa mà, đúng không anh? Rồi. Cho nên là bé đôi khi là, tại vì bé biết là bé cũng đã tự giác được bé là chị, nhưng mà đôi khi trong cái cuộc sống hàng ngày đi, bé vừa phải gương mẫu cho em nè, rồi ví dụ việc học hành cũng phải làm gương, thì có thể là đôi khi trong cuộc sống bé sẽ hơi bị áp lực. Anh nói là phải mạnh mẽ lên, nhưng mà em nghĩ là nếu như mà bé khóc á, biết đâu bé sẽ được giải tỏa, bé giải tỏa được cái cảm xúc đó ra ngoài, bé sẽ khỏe hơn. Còn dù anh không cho bé nó phải mạnh mẽ lên thì bé kìm cái đó lại, mà thường càng kìm thì nó sẽ dễ bị ức chế cái tâm lý của bé hơn và bé sẽ bị căng thẳng hơn. Và đó là cái mà nãy giờ anh với Lan nhìn thấy ngay từ đầu, là dạ, từ đầu em hơi chia sẻ bằng tí xíu là khi em nhìn thấy bé Khánh Ly từ nãy giờ rất nghiêm túc và rất là lúc nào cũng nói năng rõ ràng mạch lạc, thì em nghĩ là cô bé này sẽ là một cái gì đó phản ánh hình ảnh của người bố hoặc người mẹ. Và nếu như bố nghiêm khắc, bố sẽ tạo ra một cô bé nghiêm khắc như vậy. Sau này á, con có cái gì mà con cảm thấy là con không hiểu, con không biết, con có thể tâm sự với bố. Thưa quý vị, câu hỏi này thì Hồng Phúc nghĩ là rất là hay và ý nghĩa mà các anh chị biên tập muốn gửi đến cho bố Hiếu và bé Khánh Ly. Tuy là hai bố con không trả lời đúng, nhưng mà hai bố con nó hiểu và trải lòng được với nhau. Bố Hiếu cũng như là bé Khánh Ly đã chiến thắng câu hỏi này, gỡ những cái nút thắt, những cái gì mà rào cản với nhau. Và chúc mừng hai bố con nha. Bây giờ thì hai bố con sẵn sàng đến với câu hỏi tiếp theo chưa ạ? Bố Hiếu sẵn sàng.
Khánh Ly. Sẵn sàng. Dạ, sẵn sàng. Giờ thoải mái rồi, giờ thoải mái rồi. Rồi bây giờ con muốn câu hỏi hình hay câu hỏi chữ nè? À, là chữ. À, à chữ ha, lại là cô Lan nữa. Con vật mà bố sợ nhất là con gì? Bố ghi ra nè. Con có biết con vật mà bố sợ không? Con gì con bố cũng sợ gì? Nè. Có rồi. Bố ghi rồi rất nhanh thoải luôn. Thoải mái rồi, giờ vui rồi. Thật ra là tụi em thích cái vòng này lắm. Có rất nhiều tâm tư, tình cảm, chia sẻ. Yeah. Dù đúng hay sai nhưng các bé được nói với bố mình. Và bố mình cũng được chia sẻ lại con mình. 5, 4, 3, 2, 1. Dơ bạn. Dơ bạn. Đúng luôn. Hay quá. Rồi, em nghĩ là chắc phải có một cái kỷ niệm nào đó đúng không con? Dạ có. Rồi, để con kể. Rồi, con kể đi. Dạ là có lần mà bố là con đi xong rồi con hay mong mà bố nói là bố thấy có con chuột bố chạy ngang qua xong bố hết hồn á, bố định đập nó nhưng mà bố lại làm bể cái bình rượu. Vậy là tính ra bố cũng có nỗi sợ hãi. Dạ. Đó. Bố con ngã cái đùng ra. Ngã cái đùng luôn hả? Trời ơi, ngã cái đùng luôn. Thấy con chuột ngã cái đùng luôn. Bể bình rượu luôn. Sao anh ạ? Anh Hiếu chia sẻ thêm ạ. Thực ra thì những cái con vật này mà có lông lông mà mình sợ thôi. À. Con có được một điểm nữa. Một điểm rồi. Một điểm chúc nữa. Mừng con. Yeah, yeah, với bố nè, yeah với bố nè. Yeah. Bây giờ câu hỏi chữ hết rồi. Bây giờ Khánh Ly bắt buộc phải lựa chọn chú Phúc thôi, vì chú Phúc đang giữ hai câu hỏi hình nữa. Câu hỏi hình tiếp theo dành cho bố Hiếu và bé Khánh Ly đó là, xin mời. Rất okay. Là dễ đúng không ạ? Dạ rồi. Nhà mình có hai chiếc gì? Hai chiếc gì mà bố thường hay chở Khánh Ly đi chơi nhỉ? Chở khoai tây đi chơi nhỉ? Hai chiếc xe máy. Ok. Ủa vậy thôi hả? Và đáp án cuối cùng của con đó là xe máy. Là đáp án chính xác. Chúc mừng con. Trời ơi, mình có thêm được một điểm nữa. Rồi câu hỏi cuối cùng. Xin mời câu hỏi hình cuối cùng dành cho bố Hiếu và bé Khánh Ly đó là, quá dễ anh hai, quá dễ luôn. À, quả gì mà nó có màu đỏ? Cà chua nè. Ăn vào thì rất là nhiều dinh dưỡng, hay bán rất nhiều ở siêu thị. Quả hồng nè. À, bố cũng đã từng mua cho Khánh Ly ăn rồi. Con chỉ nhớ là quả táo thôi à. Ồ, quả táo đúng không ạ? Và đáp án cuối cùng của con đó là trái táo. Là đáp án chính xác. Vâng, kính thưa quý khán giả, và sau 5 câu hỏi, bé Khánh Ly và bố Hiếu đã xuất sắc hoàn thành được 4 câu hỏi và có được 4 điểm. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với cặp bố con tiếp theo. Đó chính là bố Hoàng Sơn và bé Khả Như. Xin mời. Nếu như phần thi của bố Văn Hiếu và bé Khánh Ly đầy cảm xúc và đã lấy nước mắt của khán giả, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem phần thi của bố Hoàng Sơn và bé Khả Như sẽ như thế nào. Lấy tiếng cười của khán giả à. Con nghĩ là bây giờ trong 5 câu hỏi con sẽ trả lời đúng được mấy câu hỏi? Dạ hết 5 câu hỏi luôn. Hết 5 câu hỏi luôn, dữ luôn. Bây giờ nè Khả Như ơi, con chọn câu hỏi hình hay là câu hỏi chữ nè? Dạ câu hỏi hình. Câu hỏi hình. Rồi. Câu hỏi hình này thì anh Sơn thân mến, anh với lại bé Khả Như phải miêu tả bằng hành động, bằng lời nói gì cũng được. Dạ. Nhưng không được nhắc tới những từ khóa của đáp án chương trình đưa ra. Và nếu như nói đúng, anh và bé Khả Như sẽ có một điểm đầu tiên. Anh đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng ạ. Khả Như con sẵn sàng chưa? Yeah, yeah, với bố Khả Như hài và... Yeah. Câu hỏi đầu tiên hình dành cho bố Sơn và bé Khả Như, xin mời. Wow. Anh nói diễn tả cho bé nghe đi ạ. Con ơi, con gì á mà buổi sáng á mà nó... Con gà. Trời ơi. Gà gì? Gà gì? Dạ là gà trống. Con gà mái nó cũng buổi sáng nó cũng như vậy, con vịt nó cũng như vậy. Con ơi, gà mái thì nó kêu sao? Cục tác. Đó, còn gà trống, kêu sao? Con vịt. Con vịt kêu quạt quạt. Ờ, vậy là đáp án của con đó là con gà trống. Đúng rồi. Rồi, bây giờ câu tiếp theo là hình hay chữ nè. Vừa thắng xong lên. Dạ là hình. Câu hỏi thứ hai hình dành cho bố Sơn và bé Khả Như, xin mời. Rồi, diễn tả đi ạ. Ở nhà mình chưng á. Ở nhà mình chưng để ở trong một cái giống vậy nè, mà chưng nhà đó.
Thường thường mình chưng ở nhà mình để, ví dụ như để trên bàn nè, mình chưng thì đó là ở dưới là gọi là cái gì? Ở dưới mà nếu mà đựng cái đó thì ở dưới là gọi là cái gì? Cái chậu hoa. Cái từ sau đúng rồi con, cái từ sau là hoa là đúng nè, cái từ đầu mình không gọi là chậu hoa thì mình gọi là cái gì? Từ khác, cái từ chậu hoa là từ gì con? Không phải cái chậu mà là cái gì ấy, gọi là cái gì nữa? Không phải gọi là chậu thì mình gọi là gì? Cái gì bên mà bạn? Cái gì con, nó lớn lên con. Phải bình bông. Không phải. Cái từ bình... hoa là đúng rồi, từ hoa đúng rồi, mình bình. Bình hoa. Và đáp án cuối cùng của con đó là bình hoa. Chúc mừng con. Trời ơi. Yeah. Vậy từ nãy giờ mình đúng được hai đáp án là mình có được mấy điểm nè con? Dạ được là 2 điểm. 2 điểm. Rồi. Bây giờ con hỏi tiếp theo, con muốn hình hay chữ nè? Dạ chữ. Nơi mà bé thích được đi du lịch là nơi nào? Hồi nãy là bé có nói với em ở nha. Em ghi ra đi ạ. Cái gì vậy? Tôi thấy nhắc là bố nhẹ nhẹ. Hồi nãy thích gì ghi ra đây nè. Giờ con thích cái gì con ghi ra đây nè. Nơi mà bé thích đi du lịch là nơi nào? Anh ghi ra đây ạ. Ở nhà chắc chị này là hay tâm sự với bố nhiều nè, hay nhá nhá với bố nhiều lắm. Cưng lắm, con gái là rất là gần với bố. Rất là thích bố nha. À suối. Ủa hồi nãy chứ phải đi biển hả? Suối mơ hay là biển? Wow, bố có một cái địa điểm rồi nha. Bố có một cái địa điểm rồi. Suối là con phải có chữ có biển rồi đó. Đó nha. À. Chết rồi, lỡ khi bố ghi biển thì sao? Chỉ ghi mà chỉ nhìn bố nữa kiểu. Chắc chưa? Chắc. Thấy mặt chị, trời, cái mặt chị lém lắm nha, cái mặt gì? Lém lắm. 5, chưa? 4, 3. Chỉ còn nhá lại được. 2, 1, dơ bảng. Dơ bảng nè, 2, 3. Dũng. Đây, để kể cho nghe. Rồi. Lúc nãy, hôm nay hỏi là con thích đi đâu du lịch? Con thích đi biển, biển suối mơ. Cái má nói, ủa con biển mà còn cái suối mơ là suối. Bố hay dẫn đi biển, thích chơi đi biển lắm. Xong rồi cái hồi nãy hỏi bà, giờ biển hay là suối mơ? Bấm luôn. Bố hoài. Bà muốn nhắc. Nhắc mà vẫn sai. Nhắc mà vẫn sai chưa? Ghi trước rồi. Nhưng mà cho em hỏi là tại sao bé đây ghi suối mơ mà anh lại ghi là Vũng Tàu ạ? À? Nghe nè, con nghe bố. Không, bố, tại vì là con thường đi Vũng Tàu rất là nhiều. Hay kêu bố chở con đi Vũng Tàu. Còn suối mơ là như có đi một lần mà rất là lâu rồi. Đó thì thường xuyên là đi Vũng Tàu tại vì rất là thích. Thường thường gia đình là hay đi Vũng Tàu. Chắc là bé không nhớ. Sao con chọn suối mơ mà không phải là Vũng Tàu? Hôm trước được đi suối mơ vui lắm, còn có dòng suối nữa má phải không? Cho nên con thích đi suối mơ. Có nghĩa là bé được đi Vũng Tàu nhiều nhưng mà lâu lâu bé mới được đi suối mơ, và lần đầu tiên bé thích được thấy cái dòng thác, dòng suối nó chảy xuống. Bây giờ con nói là bây giờ trên chương trình này nè, con nói dụ bố là chắc đi chơi con đi suối mơ đi. Nói cho bố nghe nè, bố Sơn đang con, nghe con nói với bố đi, con xin bố đi, nói bố ơi mai mốt làm bố dắt con đi suối mơ đi. Bố ơi, mai mốt bố dắt con đi suối mơ đi. Đó. Ok con này. Ok con. Đó, thấy không, mình có được kẹo suối mơ rồi, thấy hay không? Yeah. Không sao, ở đáp án này mặc dù là không trùng khớp nhưng mà bé hời đừng chiến du lịch suối mơ. Đúng rồi. Tiếp theo là còn hình không ạ? Còn hình. Còn một hình. Câu hình và một câu chữ nữa, con chọn hình hay chữ nè? Dạ chữ. À chữ rồi. Loại nước uống mà bố thích là nước gì? Trà sữa nè, sâm bí đao nè. Cái câu hỏi của chúng ta. Láng quả nè, trà ô long nè. Con nhớ không? Trà lài nè, trà sen, trà Thái Nguyên. Dạ, anh có thể ghi ra một cái loại nước uống mà anh thích. Chắc chưa? Cà phê. Hạt é, được hạt không? Chia nè. Dạ. Rồi, thì mình ghi ra đây, mình ghi ra đây. Nước đậu đen, nước đậu đỏ. Bé là bé không có biết là bố thích uống nước gì, nhưng mà bé quan sát thì bé, em cảm thấy là bé thấy là bố hay uống cái nước đó, nên là được bé ghi. 5, 4. Nước hả? Bỏ giấy trắng cũng bị dễ nha. Dễ thương 3, quá nè. Trời ơi, cưng á. Rồi, bố ghi rồi. 1, dơ bảng. Xinh xắm. Sao bên đây bé nói là bé thấy anh hay uống cái này? Anh hay uống cà phê sữa đá mà. Anh ít khi nào mà đi ra ngoài uống đó. Dạ, thường thường mà bé thấy anh uống ở nhà là uống với mấy anh em trong gia đình đó, thì thấy uống cái đó là thường xuyên. Cho nên là bây giờ nếu mình nước đó thì nó hơi khó. Nếu mà bé thì anh có thể đoán ra được. Con ơi, Khả Như ơi, bố có uống cái nước xinh xăm này bao giờ chưa con? Dạ rồi, nhưng mà con thấy nhà con em con nó uống nhiều hơn luôn á. Em uống nhiều hơn. Em uống nhiều hơn. Rồi,
Không sao hết. Bây giờ tới câu hỏi cuối cùng nè, câu hỏi hình nè. Bây giờ chúng ta tập trung nè, chúng ta đoán coi đúng không nè. Câu hỏi hình dành cho bố Sơn và bé Khả Như cũng là câu hỏi cuối cùng của phần thi Tâm Ý Tương Thông. Xin mời. Dễ quá. Rồi, giải thích đi ạ. Trái gì mà con hay ăn á, mà cái hột thì nó rất là nhỏ mà nó cứng cứng á, đó là cái trái gì mà thường xuyên ở nhà, mà ở nhà mẹ hay mua về mẹ ăn, mẹ chấm muối đó. Dưa hấu. Dưa hấu à, ở trong có cái hột, cái dưa hấu thì cái hột nó nhỏ hơn cái hột dưa hấu nữa. Chị mà nó có cứng. Thể là hăng long. Không nhưng phải. Mà hăng long làm sao chấm muối? Ổi. Đáp án của con cuối cùng đó là trái ổi. 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 Đúng rồi. Dễ thương quá. Hay quá. Anh ơi, em ngại với bé quá. Sao vậy? Ngại á, câu của em sai. Biết vậy con chọn hỏi hình rồi. Con Lan cảm thấy rất là có lỗi với con. Vậy là trải qua 5 câu hỏi thì bố Hoàng Sơn và bé Khả Như đã đúng được 3 câu hỏi. Có nghĩa là hai bố con đã có được 3 điểm. Trước khi tiếp tục đến với vòng 3, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút nhé. Cùng quay trở lại với vòng 3 được mang tên Bữa ăn yêu thương. Và ở vòng 3 này, ở đây sẽ có một cái hộp, bên trong sẽ có những cái lá phiếu. Nó sẽ là những món ăn mà hai bố biết nấu và hai đứa bé cũng rất là thích ăn. Và hai tụi con sẽ lên quảnh tù xì với nhau. Nếu như mà ai thắng, chúng ta sẽ bóc cái lá thăm trong đây. Bóc trúng món nào thì hai bố phải nấu món đó cho hai tụi con ăn. Trước khi mà bóc thăm, em hỏi nhỏ tí xíu Khả Như đi, con nghĩ là bố con nấu ăn ngon không? Dạ ngon. Ngon hả? Mà con đã ăn được món nào của bố nấu chưa? Dạ bố nấu cháo rồi mì xào. Nấu cháo rồi mì xào. Còn Khánh Ly thì sao? Dạ bố nấu bánh xèo với lại wow. Bố làm cá ăn rồi. Wow, dữ quá trời luôn. Xuất sắc luôn, những món nó khó lắm mà, bánh xèo, cá rồi dạ cháo với mì xào. Vậy thì chắc chắn hôm nay hai ông bố bên đây đến đây nấu cái này là trong tầm tay hết rồi. Đúng rồi. Rồi bây giờ hai đứa con hãy quảnh tù xì, ai thắng thì mình bóc thăm này nha. Cái kéo nè, cái bao nè. Sao vậy, anh gì vậy? Thắng luôn rồi đó đúng không? Ủa, thắng luôn rồi kìa. Chưa nói xong, chưa nói xong mà thắng luôn rồi. Trời ơi, Như giỏi quá. Nào cũng được hết á. Rồi, mời mở ra nè, mở ra. Hai chị em cùng đọc với nhau nè. Có là gì nè? Bò xào rau củ. Bò xào rau củ. Quá món của bố mà. Trời ơi, món của bố mà. Chúng tụ luôn. Rồi, con nghĩ là món này là bố con nấu được không? Sao mà con nhăn quá vậy? Con không tự tin lắm hả? Dạ, là con hay là bố chưa biết nấu. À, bố chưa biết nấu rồi kìa. Bé nói kìa, giờ anh nói câu gì cho bé, bé tự tin hơn nè. Biết sao không? Tại vì bé ít có ăn cái món này, thường là ra tiệm ăn á. Tại vì món bò này ở nhà thì ít làm lắm. Dạ. Nên là bé nói vậy thôi, chứ thực sự là làm cho bé ăn rất là nhiều món. Nhưng đặc biệt là cái món mì xào hải sản. Và bây giờ chúng ta hãy mời hai bố về vị trí bếp của mình. Còn hai con chúng ta ngồi vào bàn chuẩn bị thưởng thức. Vâng, xin mời hai bố ạ. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, bây giờ chúng ta hãy cùng đến với bò xào rau củ của hai đầu bếp là bố Văn Hiếu và bố Hoàng Sơn. Thời gian bắt đầu. Mình đeo bao tay vô nè hai bố ơi. Bố ơi cố lên, bố ơi cố lên. Thấy lúng túng nha. Xin được hỏi bố Sơn là ở nhà thì bé Khả Như là thích ăn cái gì và không thích ăn cái gì ạ? Bé thì thích ăn gà rán. Dạ. Rồi mì xào, rồi cháo gà. Dạ. Nói chung là ăn giống như cá viên chiên, mấy cái món cái gia vị nêm nếm á. Cái gì bị nêm nếm, có cái nào mà bé Khả Như không ăn được không ạ? À, gia vị thì ớt với tiêu thì bé không ăn được. Dạ. Nó hơi cay. Phía bên kia thì sao ạ? Dạ, đây em có chuẩn bị hỏi nè. Bố Hiếu ơi, không biết là ở nhà thì bé Khánh Ly là thích ăn cái gì và không thích ăn cái gì ạ? À, ở nhà thì
Khánh Ly thường thường thích ăn mấy món chiên mà mẹ nấu. À, món chiên. Ví dụ như là cánh gà hoặc là chân gà mẹ này mẹ hay chiên cho bé. Dạ, còn món nào thì bé không thích à? À, những cái món ví dụ như là rau củ quả là rất là ít không thích ăn. Nhưng mà em nghĩ là mình cũng nên sẽ khuyên bé để ăn rau củ nhiều, anh cũng biết là rất là tốt mà đúng không ạ? Cũng hay nhắc nhở bé rằng là ăn rau củ nhiều nó sẽ có nhiều vitamin. Có cái gia vị nào mà bé ăn không được không anh? Chẳng hạn như ớt. Tiêu. Đúng rồi, thường thì ba con nít thường ít ăn cay nhiều. Dạ đúng rồi. Đã xong hết rồi, là đang vô khâu trang trí đúng không ạ? Qua bên đây em thấy rau củ không mà thấy bò nó hơi lấm chớm hơi ít. Bên đây rất đẹp nha Lan nha. Dạ. Các bé rất là lo lắng không biết là cả bố Sơn và bố Hiếu có làm được không, nhưng mà khi có hai cái đĩa bò xào rau củ thì tự nhiên là thấy yên tâm rồi đó, mà đẹp nữa. Vâng, và bây giờ sau khi đã nấu ăn xong, hoàn thành xong cái phần nấu ăn của mình thì sẽ mời bố Văn Hiếu và bố Hoàng Sơn chúng ta nép vào trong và mời bé Khánh Ly và bé Khả Như ra để mà thưởng thức. Xin mời hai bé. Như vậy là bé Khánh Ly và bé Khả Nhi đã quay trở lại bàn ăn để thưởng thức những cái món của bố Hiếu và bố Sơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần quan trọng nhất của bố là tất cả ngày hôm nay, đó là phần thưởng thức và chấm điểm mọi người ơi. Đây, Khả Như ơi, Khánh Ly ơi, ở đây sẽ có hai dĩa bò xào rau củ và chương trình đã rất khéo léo xáo trộn vị trí của hai cái dĩa này để cho tụi con không biết được là dĩa nào là của bố Sơn và dĩa nào là của bố Hiếu. Tụi con ăn xong hai cái dĩa này xong, tụi con cảm nhận cái dĩa nào ngon hơn, tụi con cho 2 điểm. Dĩa nào không ngon bằng thì mình cho 1 điểm. Hai đứa con chúng ta sẽ ăn từng dĩa một, thì tụi con quyết định là ăn dĩa nào trước. Từng người, từng rồi. Dĩa. Cả hai cùng ăn. Rồi, mỗi người chỉ mỗi dĩa rồi đó. Rồi, bây giờ lại quảnh tù xì. Ai thắng thì được hai, chọn. 2, 3. Rồi, Khánh Ly. Ăn ở bên phía chị Khánh Ly ăn trước bên đây rồi. Trước. Rồi, bây giờ hai đứa con sẽ cùng ăn dĩa này. Gắp được không? Rồi, tự gắp được hả? Rồi, gắp miếng thịt nè. Rồi. Rồi. Bữa nay ăn rau củ rồi nè. Đây, cô Lan gắp cho con một miếng thịt bò nữa nè. Bắt đầu nhai nè. Đây, cô Lan gắp cho con một miếng thịt bò nữa nè. Nhai, ta gắp miếng rau đi, đỡ với nhai. Cô Lan gắp cho con một miếng rau nữa nha. Đây. Trời ơi, cảm ơn cô Lan. Rồi. Phong cải xanh nè, bắt đầu bỏ vô miệng nhai. Mình ăn thử cái miếng thịt bò đi con ăn thử miếng thịt bò là coi là bố không biết là bố nào nấu nè đó. Sao vừa miệng không con? Có mặn quá hay là ngọt quá không nè? Hơi mặn mặn đúng không? Vậy là tính ra cái phần này sẽ hơi mặn đó, nhưng mà biết đâu nhiều khi ăn với cơm nó sẽ là vừa. Tình yêu của bố mặn mà cho nó. Biết đâu bố Sơn mình nấu đó các con ơi. Hay là bố Hiếu nấu thì sao? Đó. Tính cắn nhưng mà nó dài quá, mình ăn hết trước luôn. Trước khi qua cái này mình sẽ uống miếng nước để mình trả lại cái vị ban đầu, để mình rồi. Uống miếng nước nha. Rồi, đây, con giữ cho. Được không? Miếng nước nè. Rồi, xong mình chấm điểm sau cùng nha. Rồi, cho con cái chén mới luôn nè, để cho con biết là cái... Đó, ở đây là món mới. Bên đây em thấy là miếng bò là mình sắc theo kiểu... Cắt vừa vặn, nhỏ nhắn, xinh xắn. Cắt theo kiểu giống như là bò lúc lắc á anh. Đó, cho nên là nó sẽ hơi... Dài quá hả? Dài hơn bên đây không? Bên đây ngon hơn bên đây. Trời ơi, cảm nhận được đó nghe. Mới ăn một cái khẳng định luôn.
Thêm miếng rau nữa nè, thêm miếng cà rốt nữa. Rồi nữa, bên đây lại ngon hơn bên đây. Thấy chưa? Trời ơi. Ăn miếng cà chua luôn. Ồ, mấy bé này ăn rau giỏi quá ta. Em thấy là bé ăn rau tốt đó chứ. Ăn rau rất là tốt. Rất là hay nha. Đó, cái đó tốt đó con. Đúng rồi, súp lơ rất là tốt cho sức khỏe luôn. Chú Phúc hay tập thể dục là ăn cái rau đó tốt nhất. Lát nếu mình sẽ ăn tiếp, chú Phúc sẽ gói lại cái phần nào của bố tụi con đem về tụi con ăn tiếp ha. Bây giờ mình uống nước để mình chấm điểm nè. Trời ơi, quá trời. Ra dáng hai giám khảo quyền lực dễ sợ luôn. Bây giờ hỏi Khả Như đi. Con ăn thì con thấy là bên nào con cho 2 điểm và bên nào con cho 1 điểm nè. Bên này con cho 1 điểm, bên này con cho 2 điểm. Bên này 2 điểm, bên kia 1 điểm. Rồi, bây giờ tới Khánh Ly. Dạ con cho bên này 1 điểm, cho bên này 2 điểm. Vậy là các bé là cho điểm khá đồng đều nhau. Bằng nhau, mỗi bên là 3 điểm đó cô Lan. Hai con hãy đoán thử xem đi. Đoán thử xem là bên nào là của bố mình. Cái này của bố Hiếu, cái này của bố Sơn. Rồi. Rồi, bây giờ mình lật cái này luôn nha. Cho hai đều con lật luôn nè. Rồi. 3 1 2. Mình lật lên nha. 1 lật. Lật lên ngược lại. Đây. Wow. Trời ơi. Chính xác. Đây là đĩa của bố Sơn và của bé Khả Như, còn phía bên kia là đĩa của bố Hiếu và bé Khánh Ly. Vậy là tính ra là các bé đoán đúng đó. Và bây giờ tổng kết số điểm của hai vòng thì hiện tại bố Sơn đang có số điểm là 6 điểm và bố Hiếu đang có số điểm là 7 điểm. Và xin được chúc mừng bố Hiếu và bé Khánh Ly. Xin mời hai bố trở lại phim trường để cùng nhận quà với chương trình Bố Làm Tất Cả nào. Xin mời. Cả bố Hiếu, bố Sơn và bé Khánh Ly cũng như bé Khả Như đã hoàn thành xong những phần thi của mình ở Bố Là Tất Cả ngày hôm nay. Xin được cảm ơn các bố con rất nhiều. Dạ, em không biết là cảm xúc của bố Hiếu và bố Sơn như thế nào. Thôi bây giờ em mời bố Hiếu trước đi ạ. Dạ, thì đến với chương trình Bố Là Tất Cả thì cũng có thể nói là một cái cơ hội và cũng là một trải nghiệm của hai bố con. Dạ. Thì thay mặt gia đình cũng xin cảm ơn đến chương trình rất là nhiều. Dạ. Để cho hai bố con có cơ hội xích lại gần nhau hơn. Và ngày hôm nay may mắn nữa với lại chiến thắng được cái chương trình này rồi, trò chơi này rồi. Con cảm thấy như thế nào Khánh Ly? Dạ con cảm thấy rất là vui. Và hôm nay là mình hiểu bố nhiều hơn chưa? Dạ rồi. Sau này nếu mà có chuyện gì thì mình cũng sẽ mạnh dạn để mà mình nói với bố đúng không nè? Dạ. Rồi Khả Như ơi. Dạ. Rồi hôm nay là cô thấy là con cũng đã rất cố gắng, đặc biệt là ở vòng 2. Thì tới đây chơi con cảm thấy như thế nào qua 3 phòng thi? Dạ vui. Vui hả? Con có lời gì muốn nói với bố không? Dạ không. Con nói là con yêu bố Sơn đi nè. Hai ba nhìn bố nói nè. Yêu bố Sơn. Dễ thương. Không biết là cảm xúc của anh Sơn như thế nào ạ? Thực ra rất là xúc động hôm nay được tham gia cái chương trình Bố Là Tất Cả để biết thêm được rất là nhiều điều. Thứ nhất là tình cảm cha con với nhau là để hiểu nhau nhiều hơn. Có những đôi lúc ở nhà thì có những cái là mình cũng đâu có hiểu nhau. Dạ đúng rồi, mình bận rộn công việc. Đúng rồi, vì cái chương trình này mà mình hiểu được nhau và cái trải nghiệm rất là quý báu. Một lần nữa thì gia đình xin cảm ơn chương trình rất là nhiều. Cô Lan sẽ gửi cho Khánh Ly một chú khủng long rất là dễ thương từ con ông từ đầu. Và Khả Như nữa. Đó, trời ơi. Chưa hết đâu nha. Còn một cái voucher 1 triệu đồng từ nhãn hàng ba lô túi sách vali cao cấp Sacoach cho con nè Khả Như ơi. Và Khánh Ly cho con nữa nè. Đúng rồi. Và bây giờ người chiến thắng ngày hôm nay Bố Là Tất Cả thuộc về gia đình của bố Hiếu và bé Khánh Ly xin được chúc mừng. Xin chúc mừng. Chúc mừng anh. Và kính thưa quý vị khán giả, thời lượng phát sóng của chương trình Bố Là Tất Cả cũng đã hết rồi. Quý vị hãy luôn luôn nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với Công ty Truyền thông Bi thực hiện. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng ba lô túi sách vali cao cấp Sacoach đã đồng hành với chương trình này. Và đừng quên theo dõi Bố Là Tất Cả quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.